Thái Bình dừng tổ chức lễ hội Đền Trần và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã có công văn gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà đề nghị dừng tổ chức lễ hội Đền Trần và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022. Bà Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết, tỉnh đã quyết định dừng tổ chức lễ khai mạc và các hoạt động phân hội của lễ hội Đền Trần năm 2022 tại xã Tiến Đức huyện Hưng Hà, dừng tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022. Tỉnh Thái Bình giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà tham mưu thực hiện các nghi lễ truyền thống của lễ hội Đền Trần ở quy mô phù hợp, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý, kiểm soát, phòng dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế. Đây là việc làm cần thiết trong thời điểm hiện nay, tránh xảy ra hiện tượng tập trung đông người, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là dịp Tết lượng người về địa phương tăng cao. Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong đó đề xuất dừng tổ chức lễ khai mạc và các hoạt động phần hội của lễ hội Đền Trần, dừng tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, dự kiến diễn ra ngày 21 tháng 3 hàng năm. Như vậy, đây là năm thứ hai tỉnh Thái Bình buộc phải tạm dừng tổ chức lễ hội Đền Trần và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trước bối cảnh dịch Covid-19 đang tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội về việc có tổ chức bắn pháo hoa và các hoạt động văn hóa, văn nghệ đón năm mới hay không, ông Nguyễn Quang Trung, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cho hay, tỉnh đã có công văn gửi các cơ quan, đơn vị liên quan yêu cầu báo cáo việc chuẩn bị các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đáng nhâm dần 2022 trước ngày 18 tháng 1 trên cơ sở này. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ có công văn chính thức để thông tin rộng rãi đến mọi người dân trên địa bàn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.